À, xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình cho mẹ mật ăn cơm trong chuồng của mấy em chuồng có Mỹ Kim với mấy đứa cho cún con ha. Ăn đây. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay nói chung là mẹ mật rất là nhát khi mà ăn chung với một số lớn số lượng anh em chung Mỹ Kim rồi đó, chung gấu, chung sói, chung vàng kem á, thì mẹ mật ăn không có lại. Tuy là mỗi đứa có một cái dĩa, cái tô này nè. Đây con. Đây. Thì mình cho mẹ mật ăn thêm cái thịt sấy cả nhà. Đây, để coi thành phần cái thịt này thịt gì. Này chẳng như cái bánh hay cái gì đâu, không có thấy thành phần. Có gà nè cả nhà. Thấy giữ chicken. Rồi bò nữa nè, bít nè, bít lavon. Nói chung đây là bánh xịn nách. À, cái miếng nó giống vậy. Thơm cả nhà. Nó vậy hả con? Ăn đây. Rồi mày mặc ăn cơm đây. Mẹ mật không chịu ăn cả nhà ơi. Đây con. Chưa đi. Không ngon hả? Lần đầu tiên đâu có biết món này đâu. Cha ăn được rồi nè. Thôi nha gấu. Gấu. Nhanh đi con. Nè. Nè ăn đi. Nè. Nè. Người ta không có ăn đó. Người ta không có ăn, ăn mình ăn đi, ăn đi. Rồi cho mấy anh kia không cho ăn luôn, còn không, còn không, không cho mấy anh kia ăn luôn nè, cho con nè. Rất là nhát, rất là cân béo ạ.
Ơi con. Dứt. Không dứt thôi. Mày mà không chịu ăn. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ thì cái này của cô Mai, cô Lan, cô Hoàng Tâm. Nói chung là đằng cuốn có được cơm no đầy đủ. Rồi có mấy nhà. Thì cảm ơn mấy cô rất nhiều. Nào mà không ăn bây giờ để mấy đứa nhỏ vô nó ăn chơi. Chứ để lát hư. Trong kia một mâm thì không ăn ra đây kiếm cái gì ta. Mẹ mật cũng tiếu. Phán đồ lửa đồ ngon mà. Tụi nó ăn cơm chiều rồi cái bụng như con cóc. Đó. Ăn riết ngán luôn, không đứa nào dành luôn cả nhà. Bột sữa ra đây được ăn hỏng. Không ai quan tâm, không ai sủa, không ai dí mà không ai quan tâm tới mình luôn. Bò sữa cứ ăn hết cái thao của mình, bắt đầu cái qua lân la qua cái thao cái bên. Cứ ăn vậy thôi. Bò sữa ra đây càng ngày càng tăng kích thước nữa nè. Sói ăn rồi, còn Ngọc Trai ăn rồi nằm mà. Mới tắm cái thời á. Tối mình mặc áo cho mấy đứa nhỏ, còn mấy đứa lớn thì khỏi mặc. Thôi xin tạm dừng video tôi đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thôi xin chào. Cả nhà xem bấm cho mình một like cả nhà.